Xin chào quý bà con đến với kênh Trâm Farm. Hôm nay Trâm Farm mời quý bà con mình tham quan mô hình nuôi gà thả vườn với chi phí thấp, thu lời cao nhé. Trước mắt mọi người là ngôi nhà chung của hơn 300 chú gà được nuôi khoảng 100 ngày tuổi. Trâm Farm đang hàng ngày chăm sóc rất chu đáo, cẩn thận với những thức ăn thiên nhiên như dược liệu của miền Tây, như là cỏ mực, lá mơ, chùm ngay, các loại rau như là cù nèo, bông súng, rau xanh, các thức ăn như cám, gạo lứt, lúa và nhiều loại hoa màu khác như dưa leo, đậu que đang được trồng tại Trâm Farm. Việc cho gà ăn với những cái thức ăn rau màu thiên nhiên như thế này có đến 3 cái lợi. Lợi thứ nhất là gà tăng cường sức đề kháng, mạnh khỏe hơn, vì trong các loại rau màu luôn có nhiều vitamin cung cấp đầy đủ dưỡng chất cho các chú gà của chúng ta. Gà được ăn đủ rau xanh sẽ giúp hạn chế việc chúng mổ lông của nhau, thì làm cho gà lông được mướt, đẹp và không bị còi cọc. Ngoài ra thì việc cho ăn rau như thế này còn giúp tiết kiệm được thức ăn như lúa gạo, vì chúng đã ăn những cái rau màu thay thế vào rồi. Đây đàn gà nhà Trâm Farm đây. Gà thả vườn, gà ta thả vườn. Rất khỏe mạnh. Cho ăn lúa gạo thiên nhiên. Không quá chất. Quý bà con mình còn thắc mắc gì về kỹ thuật chăn nuôi hoặc muốn tìm giống gà thả vườn uy tín, chất lượng thì đừng ngần ngại, hãy nhắn tin vào số Zalo 058 789 6377. Đội ngũ Trâm Farm sẽ hỗ trợ tư vấn tận tình và giao giống gà đến tận nơi cho quý bà con mình nhé. Trâm Farm muốn chia sẻ với quý bà con mình một cái bí quyết để có thể nuôi gà thành công. Nuôi 10 là sống 10. Phải ấm gà thật kỹ trong cái giai đoạn đầu, mà không phải ai cũng biết đến cái kỹ thuật này. Đó là chúng ta phải cho gà vào trong lồng ấm với diện tích khoảng 7 tấc vuông và có độ cao cách xa mặt đất để hạn chế các vì các chú gà bị tiếp xúc với hơi đất, thì như vậy gà sẽ rất là yếu. Gà được ủ ấm bằng đèn nè, rồi cho nước, thức ăn đầy đủ thì gà sinh trưởng rất là nhanh. Thường một lồng 7 đất vuông như vậy thì chứa khoảng từ 25 cho đến 40 con gà trong giai đoạn 1 tháng tuổi. Khi gà lớn hơn một chút, chúng ta sẽ chia nhỏ ra những cái lồng khác để cho không gian sống của chúng được rộng rãi. Khi gà được khoảng 2 tháng tuổi thì mới tiến hành cho gà xuống nền đất để chúng làm quen dần trong chuồng. Và khi mà chúng đã quen rồi thì từ từ chúng ta mở rộng cái mô hình ra, chúng ta mở rộng cái khuôn viên chơi của chúng ra, thì chúng sẽ được tự do bay nhảy trong cái khuôn viên sân chơi có cây xanh, có rau màu để chúng sẽ tự động kiếm ăn luôn. Như quý bà con mình đang thấy trong lồng ấm, có một số bé gà được nuôi riêng mà không có mẹ dẫn, sẽ sử dụng đèn ấm vào ban đêm và gần sáng, vì cái thời gian lúc này nhiệt độ sẽ hạ thấp hơn so với bình thường và các bé gà cần phải được ủ ấm. Còn đối với lồng gà mà có được gà mẹ
chăm sóc thêm thì chúng ta sẽ không cần phải sử dụng thêm đèn ống nữa. Trước đây Trâm Farm đã từng nuôi gà thả vườn với hình thức là cho gà mẹ chẵn con. Tuy là có gà mẹ chăm sóc tìm thức ăn cho chúng, nhưng một cái sai lầm lớn dẫn đến các gà nuôi không đạt hiệu quả, chúng dễ chết khi còn nhỏ, đó là đi vòng vòng trên nền đất. Như vậy thì gà con với thể trạng rất yếu, mặc dù có mẹ ấm nhưng chúng sẽ không thể chịu được cái không khí lạnh hoặc những cái ngày trời mưa, hoặc là nhiệt độ xuống thấp, hoặc là khi mà gà mẹ dẫn con đi kiếm ăn như vậy thì vô tình tìm những cái thức ăn chứa nhiều vi khuẩn gây hại, và khi các gà con ăn vào thì chúng ta không đủ cái sức đề kháng để chống lại bệnh tật, và dẫn đến gà con dễ chết, dễ hao hụt khi chúng ta nuôi. Nên là quý bà con mình, ai đã nuôi gà hoặc ai đang nuôi thì mình cần phải lưu ý về vấn đề này. Còn trong trường hợp gà mà không có gà mẹ dẫn, vẫn được sinh trưởng bình thường nha bà con. Chỉ cần bà con mình ủ ấm theo cái phương pháp mà Trâm Farm hướng dẫn thì đảm bảo với bà con mình đàn gà sẽ phát triển tốt, bình thường và sống tỷ lệ sống rất là cao. Quý bà con mình còn thắc mắc gì về kỹ thuật chăn nuôi hoặc muốn tìm giống gà thả vườn uy tín, chất lượng thì đừng ngần ngại, hãy nhắn tin vào số Zalo 058 789 6377. Đội ngũ Trâm Farm sẽ hỗ trợ tư vấn tận tình và giao giống gà đến tận nơi cho quý bà con mình nhé. Cảm ơn quý bà con đã xem video clip của Trâm Farm. Hẹn gặp lại quý bà con ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.